Từ một nhân vật truyện tranh ít người biết đến, trở thành đầu tàu của cả một vũ trụ điện ảnh là hình mẫu anh hùng lý tưởng có thể truyền cảm hứng cho bất kỳ ai. Đó chính là đội trưởng Mỹ Steve Rogers. Trong video này, hãy cùng Phim theo dõi lại cuộc hành trình của siêu anh hùng này trong vũ trụ điện ảnh Marvel các bạn nhé. Lưu ý rằng, đây chỉ là tóm tắt những sự kiện quan trọng trong cả loạt phim, nên các bạn hãy ưu tiên việc xem phim để có được trải nghiệm và cảm xúc chân thật nhất. Hành trình của Steve Rogers bắt đầu vào năm 1942, tại một địa điểm tuyển mộ quân sự tại Brooklyn. Anh chàng mới chỉ bước qua tuổi 20, lọt thỏm trong những anh chàng đô con với chiều cao và cân nặng như một đứa trẻ. Với thể trạng như vậy, đương nhiên Steve không vừa mắt một tuyển trạch viên nào cả. Đấy là còn chưa kể đến chuyện anh có danh sách bệnh tật còn nhiều hơn cả một ông già đã gần đất xa trời. Vì thế, chàng trai lại bị đánh trượt đến lần thứ tư. Chán nản vì sự thật phũ phàng, Steve tìm đến rạp chiếu để giải khuây, để rồi bị một tên côn đồ thụi cho ra trò. Tuy nhiên, anh vẫn tỏ ra can đảm và mạnh mẽ, định bụng sống mãi đến cùng. Khi Steve đang ăn hành no nê, thì một anh chàng sĩ quan từ đầu xuất hiện, tẩm quất cho gã bắt nạt kia hai đường để gã đi chỗ khác chơi. Đây là James Bucky Barnes và là bạn thân của Steve. Sau đó, hai người cùng đến một hội chợ thương mại, nhưng Steve chỉ chăm chăm vào lời kêu gọi tham gia lực lượng quân đội. Anh tách đoàn và định thử sức mình lần thứ 5. Cơ mà Bucky đã xuất hiện và một cuộc tranh cãi đã nổ ra. Tuy cả hai không tìm được tiếng nói chung, nhưng anh chàng có hương vẫn dành tình cảm và sự tôn trọng lớn cho anh bạn đô con. Khi Bucky đi mất, Steve mới xuất hiện trong buồng kiểm tra sức khỏe. Anh chạm mặt giáo sư Abraham Erskine, nói lên khát vọng chiến đấu chống lại quân ỉ mạnh hiếp yếu, khiến người đàn ông già dặn này hoàn toàn bị thuyết phục. Với sự hỗ trợ từ vị thế của Erskine, Steve cuối cùng cũng được ghi danh trong hàng ngũ bộ binh Hoa Kỳ. Anh chàng bắt đầu những tháng ngày luyện tập và về bét ở mọi bộ môn. Tuy nhiên, Steve đã thay đổi cái nhìn từ cấp trên sau khi anh hoàn thành một nhiệm vụ dễ như ăn bánh mà trước đó không ai làm nổi. Phần thưởng cho chiến tích này là được ngồi chung xe với người đẹp Peggy Carter, cùng ấn tượng tốt từ nàng thơ mặc áo lính. Tuy nhiên, điều đó không thể thay đổi sự thật rằng thể chất của Steve quá yếu, buộc đại tá Phillips phải thử sức cả trung đội bằng cách ném quả bom giả vào khu vực luyện tập để xem gan ai to hơn. Steve lại là người nổi bật, bởi thay vì cuống cuồng tìm chỗ trốn, anh lại lấy thân mình che quả lựu đạn. Tối đó, Erskine đến nói chuyện trực tiếp với Steve, nghe anh hỏi về lý do mình được chọn. Erskine chia sẻ, đây không phải lần thử nghiệm đầu tiên của ông. Trước đây, ông từng được nhà khoa học Johann Schmidt của nước Đức yêu cầu chế tạo một loại hợp chất tăng cường sức mạnh con người. Tuy nhiên, bản thử nghiệm đầu tiên lại có kết quả không như mong muốn, khi nó có tác dụng phụ khủng khiếp lên Schmidt. Ngoài ra, thứ hợp chất này còn có thể cường hóa cả tính cách người sử dụng, tức là nếu đã xấu ra thì càng tồi tệ hơn, còn nếu đã tốt thì lại càng thêm tuyệt vời. Và đó cũng là lý do Steve là người được chọn. Sáng hôm sau, Steve có lần đầu tiên được ngồi chung xe một cách đường đường chính chính với Peggy, và cô nàng lại được một fan ấn tượng với tinh thần khẳng khái, không nề hà khó khăn của anh chàng. Hai người cùng đến một cứ địa bí mật của quân đội, nơi Steve đã được tiêm hợp chất siêu chiến binh mà anh từng được nghe kể. Về cơ bản, quá trình thực hiện sẽ vô cùng đau đớn, nhưng anh chàng còi cọc hoàn toàn chấp nhận. Steve gào lên thống thiết, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng cho đến khi quá trình kết thúc. Anh bước ra từ buồng tiêm, đô con và to lớn hơn rất nhiều. Ai nấy cũng phấn khởi ra mặt, tay bắt mặt mừng trước thành công của Erskine, mà nào ngờ có nội gián đang ngồi lù lù trong phòng. Hắn đánh nổ cả khu nghiên cứu, dắt tay một ống hợp chất, rồi bắn giáo sư Erskine ngã quỵ. Thế là chàng trai trẻ được fan kích động, bung hết sức đuổi theo tên nội gián. Lúc này, chúng ta mới được chứng kiến sức mạnh thể chất của Steve là khủng khiếp đến thế nào. Cuối cùng thì Steve cũng tóm được tên chờ đánh, nhưng hắn chỉ tiết lộ mình là người của Hydra, rồi tự sát bằng viên thuốc độc được giấu trong răng giả. Sau sự kiện này, Steve mới ý thức được mình đã mạnh lên rất nhiều và biết được Hydra thực chất là một tổ chức khoa học điên rồ, với kẻ đứng đầu chính là Johann Schmidt. Nếu không xử lý triệt để, rất có thể tổ chức này sẽ gây nguy hại cho cả thế giới. Tuy nhiên, Steve vẫn không được xuất trận vì cấp trên vẫn không đánh giá cao khả năng của anh. Họ cho rằng anh chỉ là vật thí nghiệm, chứ không phải chiến binh thực thụ. Như vậy, siêu chiến binh của quân đội Hoa Kỳ được thuyên chuyển sang bộ phận mua vui, chuyên đi hát hò diễn kịch để giải trí cho lớp trẻ. Cái tên Captain America cũng vì thế mà sinh ra, nhưng người ta nhớ đến anh với vai trò là diễn viên, diễn giả thương mại nhiều hơn là một thủ lĩnh cứng cỏi nơi tiền tuyến. Ít nhất, danh xưng đội trưởng Mỹ cũng bắt đầu trở nên viral, trở thành nguồn cảm hứng khơi dậy tinh thần ái quốc. Không lâu sau, Steve được chuyển đến Ý để biểu diễn trước một hạm đội. Nhưng, những anh chàng cục xúc này có vẻ lại không ưa Steve cho lắm. Họ liên tục khiêu khích, nói lời ra tiếng vào và tạo áp lực đến mức đội trưởng Mỹ phải rút lui.
Tại đây, anh gặp Peggy và cô động viên anh rằng những người lính đang không thật sự tỉnh táo và vui vẻ do những đồng đội tại quân đoàn 107 đều đã bỏ mạng ngoài mặt trận. Steve nhận ra ngay đây là bộ phận của người bạn thân Bucky nên anh cuống cuồng tìm đến đại tá Phillips. Thế nhưng, ông này lại không tìm nổi tên Bucky trên bất kỳ giấy tờ nào và ra lệnh cho Steve quay lại với vai trò hoạt náo viên bên cạnh những cô gái nóng bỏng. Nhưng với sức mạnh và trách nhiệm của bản thân, đội trưởng Mỹ không cho phép mình ngây thơ như thế nữa. Anh tự tìm đến Peggy và cô chỉ cho anh kho vũ khí của quân đội nước Đức. Chỉ chờ có vậy, anh chàng nhanh chóng cùng Howard Stark và Peggy Carter lên đường đột nhập vào lòng địch. Trên chuyến bay đêm ấy, Steve đã nghe về mối quan hệ giữa Peggy và Howard khiến anh chàng bỏ ngay tư tưởng đến Peggy dù ý thức rõ rằng đây chính là nàng thơ của mình. Không lâu sau, Steve một thân một mình nhảy dù xuống cứ địa của địch và lén lút hạ gục không ít tay lính vũ trang đầy mình nhưng lơ ngà lơ ngơ. Cuối cùng, anh tìm đến trại giam hầu hết lính của quân đoàn 107. Steve giải thoát cho họ và bày ra chiến thuật đào thoát hỗn loạn để đối phương không biết ai mới là kẻ cầm đầu. Với sự vượt trội về mặt quân số, phe lính Mỹ nhanh chóng chiếm thế thượng phong, thậm chí còn bỏ túi hàng loạt vũ khí nguy hiểm và biến cứ địa của Hydra thành một đống lanh tanh bành. Đúng lúc này, tên đồ tể Schmidt mới phát hiện ra sức mạnh của Steve, bèn kích nổ toàn bộ căn cứ. Trên đường tìm lối thoát, Steve tình cờ tìm thấy Bucky đang sống dở chết dở. Ngoài ra, anh còn bắt được một bản đồ với những điểm danh chiến lược của quân Đức. Sau đó không lâu, cả hai đã chạm mặt Schmidt giữa biển lửa và đổ nát, và hắn lột lớp mặt nạ ra người để lộ ra chiếc đầu lâu đỏ ngầu đầy gian trá và cuồng nộ, rồi tẩu thoát trước khi tòa nhà cháy nổ thành tro. Về phần Steve và Bucky, họ vẫn thoát hiểm thành công và trở về trước sự ngưỡng mộ của hậu phương. Cuối cùng, Steve cũng được công nhận là Captain America một cách đàng hoàng. Sau khi nhận được trang phục mới, cùng tấm khiên Vibranium siêu cứng siêu bền, Steve trở thành thủ lĩnh nơi tiền tuyến của quân đội Hoa Kỳ, lần lượt hạ gục từng cứ địa của Hydra ở khắp châu Âu. Cuối cùng, phe chính diện cũng có cơ hội tóm cổ Arnim Zola, tên phụ tá của Red Skull. Với kỹ năng chiến đấu thượng thừa, Steve cùng những người đồng đội đã bắt gọn tên bác học điên loạn, nhưng đội trưởng Mỹ vẫn phải chấp nhận nhìn người bạn Bucky rơi xuống vực thẳm. Không lâu sau, Steve chỉ huy quân đội cho một trận tổng tiến công vào vị trí của Red Skull. Anh nhanh chóng dẹp hết đám tùy tùng lâu la của tay phản diện trước khi đối mặt với hắn trong một khu nghiên cứu vũ khí. Dù không còn có thể chủ động chiến đấu, nhưng đội trưởng Mỹ vẫn giữ nguyên tinh thần thép của một siêu chiến binh. What made you so special? Nothing. I'm just a kid from Brooklyn. Nhận ra mình đã rơi vào bẫy của Steve, Red Skull đánh bài chuồn với chiếc chuyên cơ riêng, nhưng người Mỹ đâu có để hắn chạy thoát dễ dàng đến vậy. Peggy và đại tá Phillips hỗ trợ Steve đuổi theo chiếc máy bay và anh bám trụ ngay khi nó bay vút lên trời xanh. Trong chiếc Figure kia là một loạt những chiếc tiêm kích nhỏ hơn với mục đích bắn phá những địa điểm của nước Mỹ, nhưng Steve đã đánh sập toàn bộ hạm đội không quân đó trước khi âm mưu của chúng được thực hiện. Sau trận không chiến ác liệt, Steve mới đối mặt với Red Skull cho một màn đánh tay bo sau cuối. Tên phản diện tính dùng sức mạnh từ khối Tesseract để one hit one kill với Steve, nhưng hắn quên rằng sức mạnh ấy chẳng xi nhê gì với tấm khiên Vibranium. Sau một đòn hồi mã thương, Cap đã cho tên đầu lâu nằm sân và làm xê dịch khối Tesseract. Trong nỗ lực khôi phục sức mạnh, Red Skull đã cầm khối lập phương bằng tay, khiến cả cơ thể của hắn bay màu vào không gian vì không chịu nổi sức công phá từ nguồn năng lượng này. Bản thân Steve cũng phải hứng chịu hậu quả từ dư chấn của trận chiến. Anh không thể điều khiển chiếc phi cơ như ý muốn, đành chấp nhận kéo nó xuống biển sâu, dù biết rằng hành động này có thể phải trả giá bằng chính mạng sống của bản thân. Steve nói vài lời đường mật với Peggy, hẹn cô đi khiêu vũ vào một ngày cuối tuần, trước khi lao mình như một quả tên lửa xuống mặt biển. Nhờ sự hy sinh của Steve mà chiến trận tạm được bình ổn, và cả nước coi anh như một nguồn cảm hứng mạnh mẽ. Tuy nhiên, Captain không chết, mà thức dậy trong một căn phòng giống hệt như bệnh viện trước đây. Sau một khắc phát hiện ra chuyện không ổn, Steve mới biết rằng anh đã ngủ đông suốt 7 thập kỷ, tức là giờ đây, anh chẳng khác nào một ông già đã mất gần hết những thứ từng thuộc về mình. Sau 70 năm nằm im dưới lớp băng lạnh giá, Steve trở lại, vẫn khỏe mạnh và ưu việt như xưa, nhưng lòng đầy vết gợn về quá khứ, về những ngày chiến đấu ngoài tiền tuyến đã trôi vào dĩ vãng. Nhưng, khi suy nghĩ vẫn chưa lắng sâu, đội trưởng Mỹ đã được Nick Fury triệu tập cho một nhiệm vụ bảo vệ thế giới. Lần này, khối Tesseract từng khiến Steve khổ sở lại rơi vào tay của chúa bịp Loki và hắn đã có cơ hội đe dọa đến sinh mệnh của cả New York. Không lâu sau, Steve có lần đầu ra mắt những người đồng chí phi thường, bao gồm đặc vụ Natasha Romanoff và tiến sĩ Bruce Banner. Tất cả hội ngộ trên con tàu sân bay khổng lồ của SHIELD, tổ chức đã đưa Steve trở về từ cái chết. Và người thủ lĩnh vĩ đại của quân đội Hoa Kỳ vẫn chưa tin vào mắt mình khi thấy được sự phát triển vượt bậc của công nghệ thời đại mới. Nhưng, ngoài kia có nhiều thứ phải lo hơn,
Vì tên nổi loạn Loki có thể nhấn chìm nỗ lực của con người bất kỳ lúc nào. Steve lại phải vận lên mình bộ đầu bó in màu cờ nước Mỹ và xông pha ra mặt trận nhằm bảo vệ những người dân vô tội. Anh có mặt vừa kịp lúc và bắt đầu trận đánh tay bo với ông thần trí trá. Dù có sức mạnh phi thường, nhưng Steve vẫn chỉ là người trần mắt thịt nên anh đã bị Loki nện cho đo đất. Phải đến lúc có người sắt tiếp ứng, đội trưởng Mỹ mới khống chế được tay phản diện. Về sau, anh chàng còn chứng tỏ bản lĩnh của một người đội trưởng khi kết thúc trận đấu giữa Thor và Iron Man, những người có sức mạnh ưu việt hơn người thường rất nhiều, thậm chí còn thuyết phục được cả hai về cùng một chiến tuyến. Tại đây, Thor mới tiết lộ về kế hoạch đánh chiếm trái đất của Loki và cả hội cùng nhau tìm cách giải quyết. Tuy nhiên, tất cả những anh hùng được triệu tập đều là những người với cái tôi cao, nên cuộc thảo luận nhanh chóng đi vào bế tắc. Trong lúc Tony Stark đang bàn chuyện kỹ thuật với Bruce Banner, Steve mới tiếp cận hai người để nói chuyện phải quấy. Đến lúc này, đội trưởng Mỹ mới nhận ra trước mặt mình là đối trọng thật sự bởi anh một mực sống theo quy tắc, trong khi Tony chỉ muốn hành động theo ý của mình. Nhận thấy mình không thể nói chuyện bình thường với người sắt, Steve quyết định tự mình khám phá mọi chuyện. Đó là một quyết định mang tính bước ngoặt, bởi anh và cả nhóm Avengers đã phát hiện ra SHIELD đang cố tình sử dụng khối Tesseract để tạo ra những loại vũ khí mới để nhân loại không bị đuối sức khi so đo với những người ngoài hành tinh. Thế là cả nhóm lại nổ ra tranh cãi. Chính sự bất đồng này đã hất đổ chén cơm của phe chính diện, vì ngay tại thời điểm hội Avengers rối ren, Hawkeye do Loki kiểm soát và Hawknon nghề đã tấn công con tàu và phá hỏng một buồng động cơ. Dù ghét nhau như chó với mèo, nhưng Steve và Tony vẫn phải bắt tay để sửa chữa phần thiết bị trục trặc trên con tàu. Cuối cùng thì cả nhóm cũng giải quyết mọi chuyện một cách ổn thỏa. Cái giá phải trả là không rẻ chút nào bởi Loki đã chạy thoát. Đến lúc này, Steve và Tony mới nhận ra dã tâm thật sự của Loki, đó là hắn muốn thị uy sức mạnh trước đám đông và chiếm lấy danh xưng bá chủ trái đất. Khi ấy, cổng dịch chuyển cũng được kích hoạt và một đám quái vật với hình thù quái đản thi nhau đổ bộ vào giữa lòng New York. Trong lúc cả hội Avengers đang chầy vi chóc vẩy để chống đỡ trước đoàn quân Chitauri ngày một dày đặc như chảy hội, thì Steve cũng xung trận và góp phần di tản người dân đến nơi an toàn. Tuy không có sức mạnh vượt trội như những Thor hay Iron Man và Hulk, nhưng với kinh nghiệm bôn ba trận mạc và sức khỏe thể chất phi thường, Steve đã chỉ đạo cả nhóm Avengers chống cự trước sự xâm lăng của người ngoài hành tinh, tạo điều kiện cho Iron Man liều mình phóng tên lửa ra ngoài không gian, đánh sập cứ địa của quái vật, vô hiệu hóa thế lực đang nhăm nhe chiếm lấy nước Mỹ. Vậy là Loki thất bại toàn tập, bị Thor áp tải về Asgard chờ ngày xét xử. Về phần Steve, anh cũng nói lời tạm biệt với những người đồng chí để tiếp tục cuộc hành trình của riêng mình. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những thử thách đầu tiên trong hành trình hòa nhập với thế giới mới của người anh hùng khoác lên mình màu cờ Hoa Kỳ. Sau 2 năm nỗ lực thích nghi, có vẻ Steve đã quen dần với thế giới hiện đại. Anh được gặp Sam Wilson, một quân nhân với tinh thần chiến binh chẳng thua kém gì đội trưởng Mỹ. Tuy nhiên, khi chưa làm quen xong xuôi được với người bạn mới, Steve lại bị Natasha déo đi thực hiện nhiệm vụ tại Ấn Độ Dương. Một chiếc tàu chiến của SHIELD đang bị hải tặc chiếm đóng và đội trưởng Mỹ có nhiệm vụ giải thoát con hàng này. Sau khi đáp xuống biển mà không cần dù, Cap sửa đẹp hội Lola trên thuyền và cũng đập xỉu tên trùm cướp biển. Trước khi rời đi, anh để ý thấy Natasha đang trích xuất dữ liệu trên con tàu, cô nói rằng đó là nhiệm vụ mật của Nick Fury. Ôm những thắc mắc trong lòng, Steve đến hỏi Nick Fury về hành động của quả phụ đen. Tuy nhiên, ông chột chỉ trả lời rằng mình không thể tin tưởng bất kỳ ai, ngay cả những cộng sự thân tín nhất. Sau đó, Steve có biết được về Project Insight, một dự án vũ khí cho phép SHIELD diệt trừ bất kỳ tai họa nào trước khi nó kịp xảy ra. Với tấm lòng bác ái cùng kinh nghiệm trận mạc, đương nhiên là đội trưởng Mỹ phản đối kịch liệt ý tưởng này. Nhưng mà có cao thượng đến đâu thì Steve vẫn ôm trong lòng nỗi niềm riêng. Anh nhớ về Bucky, người bạn thân đã bắt vô âm tín từ lâu, nhớ cả về mối tình với Peggy thật chóng vội. Lúc này, tình yêu của đời anh đã đi đến cuối đời, trong khi anh vẫn còn trai tráng. Nhưng không vì thế mà Steve gạt bỏ quá khứ. Đêm đó, Steve về nhà, gặp được cô hàng xóm Kate thân thiện dễ mến. Nhưng khi anh đặt chân vào nhà thì đã có Nick Fury chờ sẵn. Bằng những ám hiệu kín, ông cho Steve biết SHIELD đã bị thao túng và tai mắt đang ở khắp mọi nơi. Cap chỉ kịp nghe đến đó, rồi Fury bị một tay bắn tỉa hạ gục ngay lập tức. Bây giờ, anh chàng mới nhận ra cô nàng hàng xóm là đặc vụ do chính Nick cài vào. Anh nhận chiếc USB dữ liệu và nhanh chóng đuổi theo gã sát thủ. Sau một màn phá hoại của công, Steve cũng đuổi kịp tên đeo mặt nạ. Hắn có một cánh tay máy rất khỏe, đỡ tấm khiên Vibranium như bỡn, thậm chí còn đánh trả cho Steve phát choáng và chạy mất mà không để lại chút dấu tích nào. Sau khi trúng đạn, Nick Fury đã bỏ mạng. Natasha rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Steve lại không tiết lộ gì nhiều. Anh còn khéo léo giấu chiếc USB và một cây bán đồ ăn tự động trong bệnh viện. Sau đó, Steve chạm trán Alexander Pierce, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Ông này cho rằng chính Fury đã thuê hải tặc đánh cắp chiếc tàu của SHIELD.
và tra hỏi Steve về lý do đằng sau cái chết của ông này, nhưng anh vẫn giữ kín miệng. Hành động này ngay lập tức nhận về hậu quả, bởi đội trưởng Mỹ bị phe cảnh vệ truy lùng rất gắt gao và anh phải bung gần hết sức bình sinh mới có thể chạy thoát. Cap tìm đến ngay chiếc USB cất giấu thông tin, nhưng Natasha đã nắm giữ nó. Trong khi bị Steve khống chế, quá phụ đen tiết lộ về kẻ đã hạ gục Nick. Hắn ta được giới trong nghề đặt tên là Chiến binh Mùa Đông và đã suy diễn chết nát trong một nhiệm vụ trước đây. Cả hai người quyết định sử dụng chiếc USB này để lần ra tung tích của kẻ thủ ác. Cặp đôi tìm đến khu đất bỏ hoang tại New Jersey, cũng chính là trại tập trung của Steve ngày xưa. Anh ngơ ngác nhớ về quá khứ trước khi tìm đến một căn phòng chứa đầy thiết bị điện tử bên dưới mặt đất. Hóa ra, đây cũng chính là tài sản của Shield. Khi Nat và Steve còn chưa kịp hoàn hồn, giọng nói của Arnim Zola, tay sai Trobesco đã vang lên. Hắn đã chuyển toàn bộ ý thức vào những cỗ máy kia sau khi cơ thể bị bại hoại vì bệnh tật. Và bất ngờ thay, hắn cũng chính là người của Shield. Ngay sau đó, Shield phóng một quả tên lửa hạng nặng vào khu vực này và Steve cùng Nat đã chạy thoát ngay trước khi tất cả chìm vào khói lửa. Giờ đây, cả hai đã trở thành tội phạm bị truy nã gắt gao và họ chẳng còn ai khác ngoài Sam Wilson. Sam không chỉ cho họ nghỉ ngơi và tá túc, mà còn sẵn sàng trở lại hành động thêm lần nữa. Với sự giúp đỡ của Falcon, Captain và Black Widow đã moi được thông tin từ tên đặc vụ Jasper Sitwell về Project Insight. Nó là một công cuộc thanh tẩy bất kỳ ai có khả năng đe dọa tới sự tồn vong của tổ chức Hydra. Bằng cách tính toán về quá khứ, thuật toán mà Arnim Zola tạo ra sẽ dự đoán tương lai của một người, từ đó quyết định xem người đó có phải là mối nguy hại tiềm ẩn hay không. Sau khi biết được sự thật, nhóm anh hùng ngay lập tức diện kiến Chiến binh Mùa Đông thêm lần nữa. Hắn đánh cho cả ba xây sẩm mặt mày, thậm chí là còn bắn thủng vai Nat. Tuy nhiên, trong một nỗ lực giáng đòn hồi mã thương, Steve đã lột được mặt nạ của tên sát nhân, và hắn chính là Bucky, người bạn chí cốt khi xưa của đội trưởng Mỹ. Bucky? Who the hell is Bucky? Hội anh hùng bị áp tải ngay sau đó. Tuy nhiên, đây chỉ là một chiêu trò từ Nick Fury, bởi trên xe chính là đặc vụ Maria Hill từng rất quen mặt nhóm Avengers, và ông trùm mắt trột cũng chưa chết. Ông chỉ giảm chậm nhịp tim xuống hết cỡ để tránh phải đụng độ Hydra, nay đã đội lốt Shield. Tại đây, Steve cũng biết được rằng Project Insight sẽ được thực hiện trong chưa đầy một ngày tới, và anh phải ngăn chặn điều này xảy ra bằng cách sử dụng 3 con chip ghi đè mà Nick Fury đã truyền tay. Trước khi xuất hiện, Steve nhớ lại về kỷ niệm trong quá khứ cùng Bucky. Anh tự tin rằng người bạn chí cốt sẽ hồi phục trí nhớ, rồi trộm bộ trang phục đội trưởng Mỹ và lên đường. Ba người hùng đột nhập vào trụ sở của Shield và Cap đánh tiếng rằng Pierce chỉ là kẻ xảo trá độc ác, có âm mưu tước đi sinh mạng của hàng triệu người dân vô tội. Hành động này đã đánh động lòng trắc ẩn của một số nhân viên khiến họ chùn tay, câu giờ cho Cap thực hiện mục đích. Với sự sắp xếp tài tình của Nick Fury và khả năng siêu việt của Black Widow cùng Falcon, phe chính diện đã gài 2 con chip ghi đè thành công, chỉ còn một con tàu nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Cap đã phải đối đầu với Bucky, thử thách lớn nhất đối với anh từ trước tới giờ. Tuy đã chiến thắng trong cuộc đấu tay bo và đoạt được con chip, nhưng chưa kịp lắp thì Steve đã ăn đạn liên hồi từ Chiến binh Mùa Đông, đến mức một thân thể siêu việt cũng không thể chịu đựng nổi. Dùng nốt chút sức lực còn lại, Steve đã gài chip thành công, khiến 3 chiếc tàu bay quay ra bắn hạ nhau. Khi pha tự hủy này còn chưa kết thúc, Bucky đã bị kẹt trong đống đổ nát. Mặc cho những sự thương tổn mà tay này gây ra, Steve vẫn quyết định cứu hắn, để rồi lại bị ăn đấm sưng vù mặt. Nhưng tình bạn vượt lên trên tất cả, anh chàng vẫn không tung ra lấy một cú đấm phản đòn, chỉ nói đúng một câu gợi lại kỷ niệm giữa hai người. Rồi rơi xuống mặt hồ, bỏ lại Bucky vẫn còn hoang mang. Sau cùng, tuy vẫn chưa hồi phục được trí nhớ, nhưng Bucky vẫn cứu sống Steve khỏi chết đuối rồi bỏ đi. Sự ra đi của Bucky cũng đánh dấu cho sự sụp đổ của đế chế Hydra. Tuy nhiên, tổn thất của phe trình diện là không nhỏ chút nào. Khi Nick Fury không thể ra mặt công khai được nữa, ông quyết định sống đời ẩn dật, phó thác trách nhiệm cho Steve cùng những người đồng đội. Thật may cho Steve, vì từ nay anh sẽ không phải chiến đấu một mình, mà có Falcon Sam Wilson hết lòng tin tưởng và giúp đỡ. Không lâu sau khi Shield và Hydra bị lật tẩy, nhóm Avengers được dẫn đầu bởi thủ lĩnh Steve Rogers lại phải đối mặt với thử thách mới. Đó là ngăn chặn công cuộc thí nghiệm vô nhân tính lên con người của Baron Strucker. Để hoàn thành nhiệm vụ này, bộ 6 anh hùng phải đoạt lấy cây trượng quyền năng của Loki đang được đặt tại một cứ địa vùng Sokovia. Với sức mạnh siêu việt, Steve cùng những người bạn nhanh chóng đột kích vào căn cứ kẻ địch, dù trước đó họ phải chạm trán với hai chị em nhà Maximoff sở hữu khả năng bá đạo. Sau khi đoạt lấy cây trượng, biệt đội báo thù trở về New York, trong đầu nghi hoặc đủ thứ về sức mạnh thao túng của thứ vũ khí này. Không lâu sau, Cap được biết về sức mạnh của hai dị nhân mà anh chạm trán lúc trước. Nhưng anh vẫn vô tư rời đi, không mảy may nghĩ về thảm họa sắp ập đến. Giữa buổi tiệc ăn mừng chiến thắng, cả nhóm Avengers thi nhau thử sức nâng cây búa meo meo của Thor. Chỉ có Steve là xê dịch được đó chút xíu, khiến thân sấm mặt ngắn tũn mất một khắc. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, đúng lúc nhóm anh hùng đang chiêu hết sức,
thì một nhóm người máy của Tony Stark lại nổi dậy làm phản và phá tanh bành buổi tiệc. Đây là Ultron, hệ quả từ kế hoạch thiết kế chương trình phòng ngự toàn cầu của người sắt. Thay vì tuân theo sứ mệnh bảo vệ loài người, Ultron lại cho rằng nhân loại đáng bị tận diệt và đã nuốt gọn cả chương trình Jarvis của Tony. Dù biệt đội anh hùng đã đánh đuổi được bè lũ nổi loạn, nhưng người sắt, cha đẻ của Ultron, không mấy tự tin vào chiến thắng của phe chính diện. Trong khi đó, Steve vẫn tin tưởng vào tinh thần đoàn kết của những người anh hùng. Để có thể truy vết Ultron, nhóm Avengers tìm đến Ulysses Claw, bởi tên trộm này chính là đối tác mục tiêu làm ăn của tên người máy suy đồi. Vậy là Steve cùng Tony và Thor giáp mặt Ultron ngay trước khi hắn tính làm chuyện sảng bậy. Cơ mà Ultron đâu có chiến đấu một mình, hắn còn có sự trợ giúp đắc lực từ Quicksilver và Scarlet Witch. Trong lúc chiến sự căng thẳng, cô chị đã thôi miên cả đội Avengers, trong đó có Bruce Banner, đẩy người sắt và người khổng lồ xanh vào cuộc chiến không khoan nhượng. Còn Steve và những người khác chìm trong ảo giác đầy hoài niệm và đau đớn. Sau thất bại mối mặt và để sống mất Ultron, Steve cùng Avengers rút về nhà của Hawkeye để tá túc. Mới nghỉ ngơi và hồi sức được vài ngày, nhóm anh hùng lại được nghe tin Ultron chuẩn bị tiến hóa thành thực thể cao cấp hơn. Họ nhanh chóng lên đường, nhưng Steve chỉ kịp tra hỏi thông tin về nguồn năng lượng khổng lồ từ tiến sĩ Helen Cho. Nói cách khác, Ultron đã hoàn thành bước đầu trong kế hoạch của hắn, buộc Steve và đồng đội phải tiếp cận xe container trước khi mọi thứ đi quá tầm kiểm soát. Đội trưởng Mỹ lao vào trận đánh tay đôi nảy lửa về Ultron. Nhờ có sự giúp đỡ từ Black Widow và anh em nhà Maximoff, Cap đã cầm chân được gã ác nhân máy móc, câu giờ đủ cho Hawkeye cuỗm được thùng container mang về căn cứ. Tạm chia tay với Ultron, Steve lại về cứ địa của Avengers và chứng kiến cảnh tượng không thể tin nổi. Cỗ máy mà anh vừa ra sức đoạt về nay đã sống dậy dưới nhân dạng người đàn ông trưởng thành, và anh ta thậm chí còn có thể nhấc bổng cây búa của Thor dễ như ăn bánh. Nhận ra tình thế đã đảo chiều, Steve tập hợp cả đội cho một trận đánh sống còn. Nhưng Ultron cũng nào phải tay vừa. Hắn quyết định không chơi đường vòng nữa, mà nhấc bổng cả vùng đất Sokovia lên trên không, bắt đầu chiến dịch tận diệt thế giới. Biệt đội báo thù quyết tâm chặn đứng dã tâm này bằng cách di tản toàn bộ cư dân và lên kế hoạch phá hủy cả hòn đảo trên không trung. Nhờ có sự trợ lực của SHIELD, nhóm Avengers cùng Vision, Scarlet Witch và Quicksilver đã có đủ khoảng thời gian cần thiết để dốc sức cho một trận chiến quyết tử. Như ba bộ phim siêu anh hùng khác, cuối cùng phe chính diện cũng chiến thắng. Nhưng cái giá mà đội trưởng Mỹ phải trả là không hề rẻ chút nào, khi Quicksilver đã hy sinh, còn Hulk thì bay vào không gian bật vô âm tín. Người con can trường nhất của nước Mỹ cũng tập hợp được một đội nhóm toàn những hào thủ với đủ thể loại siêu năng lực, sẵn sàng cho những thách thức to lớn hơn cả những binh đoàn đầu trâu mặt ngựa. Sau khi tập hợp được nhóm Avengers mới, Steve triệu tập họ cho một cuộc ngăn chặn tên khủng bố Crossbone. Hắn vốn là Brumlow, tay chân của Hydra đã bị thương nặng sau trận chiến lật tẩy SHIELD. Một tên xuất thân là lính quen như Crossbone rõ ràng là không thể nào đánh lại nhóm Avengers hùng mạnh bậc nhất trên đất, nhưng ít ra, hắn cũng có thể để lại dư chấn cho phe chính diện. Tên này khiến Steve động lòng khi kể cho anh nghe rằng Bucky Barnes vẫn còn ký ức và gián tiếp khiến Scarlet Witch chìm trong khủng hoảng, bằng cách khiến cô phải vận dụng sức mạnh mà chính bản thân cũng chưa kiểm soát nổi và vô tình tước đi mạng của nhiều người. Sau sự kiện này, toàn bộ Avengers trên trái đất phải tổ chức họp khẩn. Tony Stark mời tướng Thaddeus Ross đến tham vấn, và ông này cho rằng những người hùng nên hoạt động có kiểm soát hơn, nếu không những sự vụ như Crossbone sẽ còn tái diễn. Vì vậy, đạo luật Sokovia đã được ban hành, bắt buộc những siêu anh hùng phải chịu sự giám sát của chính phủ và chỉ hành động khi thật sự cần thiết, nếu không sẽ bị cho về vườn. Nội bộ siêu anh hùng nổ ra trận tranh cãi sau sự việc này. Cap cho rằng họ không nên ký vì biết đâu ở nơi nào đó có người cần cứu giúp nhưng không được cấp trên cho phép. Còn Tony lại một mực bảo vệ quan điểm ngược lại. Không lâu sau, Steve nhận được hung tin rằng Peggy Carter đã qua đời. Khi đám tang của nàng thơ kết thúc, Steve lại có dịp chạm mặt cô đặc vụ hàng xóm ngày nào. Cô tiết lộ tên thật của mình là Sharon và cũng chính là cháu gái của Peggy Carter. Tuy rất có hứng thú với đối phương, nhưng cả hai phải tạm gác tình cảm vì đại sự. Natasha thông báo ngay cho Steve biết rằng cô, Tony Stark, War Machine và Vision đều đã ký đạo luật, còn Hawkeye và Scarlet Witch thì chưa. Lúc này, nội bộ biệt đội báo thù đã bị chia làm hai ngả thấy rõ. Trong lúc đang loay hoay về nội tình, Steve lại tình cờ xem được đoạn băng về vụ đánh bom ở Vienna và anh nhận ra kẻ đứng sau thảm họa này chính là người bạn thân Bucky Barnes ngày nào. Để có thể giải cứu được anh bạn thân khỏi họng súng của quân đội nước Mỹ, đội trưởng Mỹ bắt buộc phải tóm được Bucky trước tiên. Khi hai người chạm mặt nhau, Bucky biện minh rằng anh không phải kẻ đã đánh bom tại Vienna, nhưng Steve chưa kịp tin thì quân đội đã ập đến. Không dừng lại ở đó, hai người còn phải đối mặt với sức mạnh của báo đen T'Challa, người con của Wakanda đang ra sức tìm cách trả thù cho bố mình. Một trận quyết chiến đầy tốc độ giữa hai phe siêu anh hùng nổ ra, và nó chỉ kết thúc khi quân đội bao vây và kiểm tỏa tất cả. Trên chuyến xe áp tải, Steve cố gắng giải thích cho T'Challa rằng Bucky không phải thủ phạm, nhưng anh này không thèm nghe. Hai người họ cùng Falcon đến một trụ sở đầu não mà Tony đã chờ sẵn.
người sát cho họ biết toàn bộ những công cụ chiến đấu của phe Cap như tấm khiên hay bộ cánh bay đều đã bị tịch thu. Không lâu sau, Cap được chứng kiến cảnh Bucky bị đưa vào buồng kiểm tra tâm trí. Tony thuyết phục Cap rằng nếu anh chịu ký vào đạo luật, Bucky sẽ được đưa về điều trị tại Hoa Kỳ, thay vì bị áp tải về Wakanda và hứng chịu sự trừng phạt. Xong, Tony đã kích động sự phản kháng trong Steve, cho biết rằng Wanda đang bị giam giữ và quản thúc bởi Vision. Đội trưởng Mỹ phản kháng quyết liệt với hành động này và lại từ chối tuân theo đạo luật Sokovia. Sau đó không lâu, Steve phải ngăn chặn Bucky chạy thoát trên chiếc trực thăng. Anh vận hết sức bình sinh và phá hỏng chiếc máy bay, rồi cứu sống Bucky, đưa anh ta đến một địa điểm an toàn. Tại đây, Bucky mới tỉnh táo trở lại và anh tiết lộ tên xảo trá Baron Zemo đang lên kế hoạch đến Siberia để phát triển thêm những chiến binh mùa đông phiên bản mới. Vì vậy, Steve buộc phải tập hợp một đội nhóm bao gồm Bucky, Falcon, Hawkeye, Scarlet Witch và Người Kiến để ngăn chặn âm mưu của Zemo. Nhưng, hành động này là trái với pháp luật nên ở bên kia chiến tuyến, Người Sắt cũng chiêu mộ một team bao gồm War Machine, Black Panther, Black Widow, Vision và Người Nhện để khống chế những kẻ vượt rào. Sau một màn đánh trực diện không khoan nhượng, cả hai phe đều chịu tổn thất, khi War Machine thì suy chết, còn toàn bộ thành viên của nhóm Cap đều bị giải đi ngồi chơi xơi nước trong trụ sở của chính phủ. Sau đó, cả Cap và Bucky đều tìm đến vị trí của Zemo, nhưng chưa kịp nói chuyện đàng hoàng với tên này thì Tony Stark đã xuất hiện. Họ phát hiện ra Zemo mới chính là kẻ chủ mưu trong vụ đánh bom tại Vienna, còn Bucky là kẻ đã ám sát bố mẹ của Tony Stark. Thế là hai ông già nhảy vào đánh nhau với một anh trung niên mồ côi. Với sức mạnh từ bộ giáp siêu tân tiến, Người Sắt đủ sức để chiếm thế thượng phong, thậm chí còn đánh bay cả cánh tay máy của Bucky. Nhưng, tinh thần thép của một người chiến binh kỳ cựu đâu cho Steve bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Nhờ có sự trợ giúp kịp thời của Bucky, Steve đã có một pha phản đòn chất lượng, đè Người Sắt ra đấm cho một trận lên bờ xuống ruộng, đồng thời phá hỏng luôn lò phản ứng trên ngực bộ giáp. Sau trận đánh này, Steve cũng vứt bỏ luôn tấm khiên biểu tượng trước những lời nói trách móc của Tony. Nhưng, người hùng nước Mỹ vẫn gửi tới Người Sắt những lời giải thích và động viên tinh thần, đúng như phong cách của anh, và hứa rằng nhóm Avengers sẽ tề tựu đông đủ một khi Tony lên tiếng. Hai năm sau, Thanos thân chinh xuất trận, kéo quân đoàn của hắn đến trái đất để thu thập những viên đá vô cực. Giữa lúc nhân loại chìm trong nguy nan hơn bao giờ hết, Steve Rogers buộc phải đứng lên lần nữa, dù hiềm khích giữa anh và Tony Stark còn chưa nguôi ngoai. Nhờ có sự giúp đỡ từ Black Widow và Falcon, Steve đã giải cứu thành công Vision khỏi tử thần trong đường tơ kẽ tóc. Anh đưa người hùng cùng viên Mind Stone về cứ địa tạm thời, vừa để trốn khỏi sự truy đuổi từ bè lũ Thanos, vừa để nảy số về kế hoạch với gã Titan điên. Sau khi được kể về sức mạnh khủng khiếp cùng dã tâm xóa sổ một nửa vũ trụ của Thanos, Steve cùng những người đồng chí quyết định đưa Vision về đất Wakanda siêu tân tiến để ẩn náu và tìm cách tách viên đá tâm trí khỏi anh chàng. Họ nhanh chóng tìm đến vương quốc của Vibranium và diện kiến vị vua T'Challa quyền uy. Tại đây, Steve cũng có cơ hội được chạm mặt người bạn Bucky, nay đã tỉnh táo và khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Cả đoàn nhanh chóng đưa Vision lên bàn giải phẫu và cô em gái Shuri của T'Challa đã nghĩ ra lời giải cho bài toán lưu trữ ý thức của Vision, điều mà một nhà khoa học lỗi lạc như Bruce Banner cũng phải bỏ tay. Nhưng khi Shuri còn chưa sắn tay áo vào việc thì Wakanda đã có biến và toàn bộ lực lượng anh hùng phải chuẩn bị xuất trận để chống đỡ trước cuộc đổ bộ của quân đoàn khoai tím. Get this man a shield. Tại một tràng đất khổng lồ giữa Wakanda, binh đoàn bảo vệ Vision, đứng đầu là T'Challa, chuẩn bị nghênh đón cuộc càn quét của đám tùy tùng Thanos. Trận chiến có vẻ không cân sức, vì quân địch thì đông như trẻ hội, còn quân ta lại không dày đặc được đến thế. Tuy nhiên, quốc vương Wakanda vẫn khích lệ tinh thần binh sĩ bằng tinh thần quyết thắng. Wakanda forever! Chỉ chờ hiệu lệnh từ người thủ lĩnh, những tấm rào chắn Vibranium bật mở, kéo theo cả một biển quái vật lúc nhúc tràn vào thánh địa của nhân loại. Với sức mạnh cùng trí tuệ siêu việt, Steve cùng những người bạn có vẻ chiếm thế thượng phong trong giai đoạn đầu, nhưng càng về sau, địch càng chật như nêm, còn người phe ta thì cũng ngày một gần hơn với giới hạn của sức chịu đựng. Trong lúc tình thế trở nên ngặt nghèo nhất, thì thần sấm Thor xuất hiện cùng cây rìu Stormbreaker cực mạnh cực chất. Anh cùng toàn bộ những người hùng tại Wakanda thi nhau làm gỏi bè lũ xâm lược. Nhưng nào có hay biết ở mặt trận ngoài hành tinh, những người nhện, người sắt, rồi cả lạ đại phu đều đã đo đất trước Thanos và phải nhìn hắn gom đến 5 viên đá vô cực trong tay. Khi Thanos chạm mặt binh đoàn của Captain America, hắn đã đạt đến ngưỡng cửa thần thánh. Vì vậy, những người hùng dù có quyết tâm đến mấy cũng chẳng phải đối thủ của tên bạo chúa này. Steve Rogers thậm chí còn vận hết sức bình sinh để cản bước gã Titan, nhưng cũng không ăn thua. Cuối cùng, họ đành bất lực nhìn kẻ thù bóp chết Vision như nhai kẹo và chính thức hoàn thành mục tiêu thu thập 6 viên đá vô cực. Ngay cả khi Thor có đến kịp lúc và quất cho Thanos ngã sụm, hắn vẫn kịp búng tay và thổi bay sinh mệnh của một nửa vũ trụ đúng như mục đích. Đội trưởng Mỹ vẫn chưa hết hoàn hồn sau uy lực khủng khiếp, đã phải nhìn từng người bạn thân thích tan thành bụi cám và bay vào hư vô.
anh bần thần nhận ra biệt đội bảo thủ đã thất bại toàn tập trước uy lực kinh hồn của cải ác. Hơn 3 tuần sau cú búng tay định mệnh của Thanos, Steve mới được chạm mặt đối trọng Tony Stark sau khoảng thời gian dài đấu đá. Dù sức khỏe chưa ổn định, Tony vẫn sạc vào mặt Steve vì nghĩ rằng nguồn cơn của sự vụ này là từ thủ lĩnh nhóm Avengers. Tony tuyệt vọng là thế, nhưng nhóm anh hùng vẫn còn cơ hội. Họ phát hiện ra rằng gã khoai tím đang ẩn náu trên một hành tinh ở rất xa so với trái đất, bèn lên đường xử đẹp hắn. Tại đây, chúng ta được thấy một giây phút yếu lòng đến lạ của người đàn ông cứng cỏi bậc nhất nước Mỹ. Nhóm người hùng còn sống nhanh chóng lùng ra Thanos, lúc này đã hứng chịu thương tích đầy mình và gần như không còn sức kháng cự. Nhưng hắn đã biến việc truy bắt của hội Avengers thành công dã tràng vì hắn đã tiêu hủy hết cả 6 viên đá vô cực từ trước. Không để tên ác nhân có cơ hội mở lời, Thor tặng hắn một nhát dìu chí mạng. Dù Thanos đã bỏ mạng, nhưng Steve cùng đồng đội phải chấp nhận sự thật rằng một nửa sự sống của vũ trụ sẽ không thể trở lại. Họ đành ngậm ngùi sống tiếp 5 năm trong dằn vặt và đau đớn. Một ngày nọ, khi đang an ủi Natasha, Steve được chạm mặt người kiến Scott Lang và anh này liền thoáng giải thích rằng có thể quay ngược thời gian nếu đặt chân vào thế giới lượng tử. Nhận ra mình có thể chuộc lỗi thất bại, đội trưởng Mỹ lên xe tìm đến người bạn chỉ cốt Tony Stark. Tuy nhiên, người sắt lại gạt phăng lời đề nghị tham gia vì anh chỉ muốn ở bên cạnh gia đình nhỏ của mình. Động thái này buộc hội Steve tìm đến Bruce Banner, lúc này đã hợp nhất với Hulk. Tiến sĩ khổng lồ xanh tìm cách đưa Scott Lang du hành thời gian, nhưng lần nào cũng thất bại, khiến Steve thất vọng thấy rõ. Nhưng đúng lúc người bảo hộ Hoa Kỳ đang chìm vào bế tắc thì Tony lại xuất hiện, đồng ý tham gia giúp đỡ, thậm chí còn trả lại chiếc khiên cho ông bạn già. Với sự trợ giúp đắc lực từ một trong những người đàn ông thông minh nhất thế giới, cùng với đó là màn tái xuất của những Thor hay Hawkeye, hội Avengers đã thí nghiệm thành công việc du hành thời gian. Họ ngồi bàn tròn để lên kế hoạch thu thập 6 viên đá vô cực từ những dòng thời gian khác nhau. Trong đó, Steve sẽ dẫn đầu nhóm gồm người kiến, người sắt và người khổng lồ xanh đến New York để cướp 3 viên đá vô cực. Trong khi Hulk không mất nhiều sức để mượn viên đá thời gian từ The Ancient One, còn viên tâm trí cũng nằm sẵn trong cây trượng quyền năng của Loki, thì công cuộc chiếm đoạt viên đá không gian lại phức tạp hơn rất nhiều, vì ông thần lừa lọc của dòng thời gian này đã thuổng khối Tesseract đi mất. Thế là Cap và người bạn là phải quay lại về năm 1970, vừa để chiếm lấy khối lập phương, vừa để lấy thêm hạt pim hỗ trợ việc du hành thời gian. Dù biết đây là hành động được ăn cả ngã về không, nhưng Steve và Tony vẫn lên đường đến New Jersey vào thập kỷ 70. Tại đây, sau khi lấy được hợp chất, đội trưởng Mỹ đã có cơ hội chạm mặt nàng thơ Peggy thêm một lần nữa. Nhưng vì đại sự, anh chàng không thể đường hoàng nói chuyện hay nấn ná quá lâu. Nhưng cuối cùng thì cả hai cũng hoàn thành nhiệm vụ và trở về nhà. Hai nhóm còn lại cũng vậy, họ đều lấy đá thành công. Có điều, Natasha đã không thể quay về bởi cô đã hy sinh tính mạng cho viên đá linh hồn. Hành động này khiến một người cứng rắn và kiên cường như Steve cũng phải đổ lệ. Nhưng giờ không phải lúc để tụt mút bởi hội Avengers đang đứng trước cơ hội đưa một nửa sự sống của vũ trụ quay lại. Một trận tranh cãi lớn nổ ra về việc ai sẽ là người thực hiện cú búng tay, và Hulk đã xung phong bởi anh là người duy nhất chống chọi được bức xạ gamma. Ngay sau khi Hulk suýt chết vì chiếc găng tay, hội Avengers còn sống cũng rơi vào cảnh tan đàn xẻ nghé vì Nebula Fake đã mở đường cho Thanos từ dòng thời gian khác xâm lược. Sau trận đột kích bất ngờ, thật tình cờ là bộ ba người hùng cột trụ của MCU gồm Cap, Iron Man và Thor lại đối mặt với Thanos. Lần này, hắn không chỉ muốn xóa sổ một nửa vũ trụ nữa, mà còn muốn tiêu hủy tất cả để xây dựng một thế giới mới theo ý muốn. Đương nhiên là không ai tán thành ý tưởng điên khùng này cả, và hai phe lao vào tử chiến với sức mạnh của những sinh vật ưu tú bậc nhất giải ngân hà. Dù sở hữu sức mạnh thuộc dạng ưu việt, nhưng cả Thor và Iron Man đều sấp mặt trước những bước di chuyển của cả Titan. Ngay khi Thanos chuẩn bị kết liễu thần sấm, thì cây búa Mjolnir lại bay đánh bụp vào mặt hắn. Còn ai vào đấy nữa, ngoài đứa con lỗi lạc của nước Mỹ? Với cây búa thần trong tay, Steve dồn một loạt combo vào Thanos. Trông thì có vẻ đau, nhưng thực ra chẳng thấm vào đâu cả. Gã ác nhân bật dậy phản đòn ngay tức khắc, đến mức đánh vỡ đôi tấm khiên siêu cứng của đội trưởng Mỹ. Vừa hai quân đoàn Thanos đã dàn hàng ngang và cả vũ trụ đứng trước nguy cơ diệt vong. Nhưng Thanos đâu có dễ dàng đạt được mục tiêu đến thế, bởi ngay khi Steve dồn hết sức bình sinh cho trận đánh sau cuối, thì một nửa sự sống của vũ trụ đã trở lại, khiến quân lực của hai bên trở nên cân bằng. Chỉ chờ hiệu lệnh từ người hùng nước Mỹ, toàn bộ phe trình diện nhất loạt xông lên. Avengers! Assemble. Sau một trường đoạn chiến đấu ác liệt, không ai nhường ai, cuối cùng phe trình diện cũng chiến thắng nhờ sự hy sinh anh dũng của người sắt nhằm giết chết Thanos và bầy đàn lâu la của hắn. Steve lại thêm lần rơi lệ trước cái chết của người bạn, người đồng chí từng một thời thân thiết. Sau khi giành chiến thắng từ Thanos, mọi thứ đã trở lại bình thường,
ai nấy lại tiếp tục cuộc sống như chưa hề có cuộc chia ly. Chỉ còn Steve là có nhiệm vụ phải làm trước mắt. Anh được giao trọng trách trả lại viên đá vô cực ngay tại nơi mà chúng từng thuộc về. Trước khi rời đi, Steve nói lời tạm biệt với Bucky, rồi biến mất vào không gian lượng tử và không trở lại nữa. À, thực ra là có, nhưng mà là trong hình hài một ông già đúng lẽ tự nhiên. Steve nói chuyện với Falcon, tiết lộ rằng anh muốn sống một cuộc đời tự do riêng cho bản thân mình. Đoạn, Steve trao chiếc khiên huyền thoại cho Falcon, chính thức nhường danh hiệu đội trưởng Mỹ cho thế hệ kế cận. Hành trình của Steve Rogers kết thúc bằng cảnh nhân vật này mỉm cười đầy mãn nguyện, trong lòng nhớ về điệu nhảy cùng với Peggy, điều mà anh đã đau đáu suốt nhiều năm dài chiến đấu vì con người và vì tổ quốc. Thật kỳ lạ, khi cuối cùng người tưởng như là ích kỷ nhất Avengers lại hy sinh bản thân vì đại cục, còn người kiên trung một lòng vì dân tộc lại chấp nhận từ bỏ thế giới hiện đại để sống trong thời đại mà bản thân hằng mong muốn. Và đó là toàn bộ hành trình của đội trưởng Mỹ Steve Rogers trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Các bạn nghĩ gì về nhân vật này? Liệu anh có trở lại trong thời gian tới hay không? Và sẽ trở lại bằng cách nào? Còn hành trình của nhân vật nào mà các bạn muốn phê phim làm video nữa? Hãy để lại đóng góp và bình luận ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã xem hết video này và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye! He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.